Nhà con chuyển sao? Dạ. Vậy thì để chú giúp con một tay. Ngày hôm đó con có thấy gì không? Là chú đúng không? Con thấy cái này lúc chú đóng cửa. Cảnh sát Shin tìm thấy hung khí dùng dưới can đất su nó ở ngay đây nè. Không phải của bông y mà là dao thật. Con dao đã được cuốn kỹ và giấu trong áo mưa của can đất su. Chúng tôi còn phát hiện ra có DNA của người khác ở trên đó. Tôi nghĩ thủ phạm đã bị thương khi đâm can đất su.